Câu hỏi của Quang Hy Phạm. Con làm nghề bác sĩ, cần nhất là sự bình tĩnh, điềm tĩnh. Nhưng nhiều lúc con còn nóng nảy, nóng vội, mất bình tĩnh. Xin thầy hướng dẫn cách giúp con vượt qua. Thông thường là người thông minh và nhanh nhẹn thì dễ kèm theo sự nóng tính. Bởi vì cái não mình đi trước hai cái tay, hai cái chân. Do đó quyết định nhanh, nhìn ra vấn đề nhanh và cũng muốn giải quyết vấn đề nhanh. Đang khi những người cẩn thận và những người chậm thì họ phản ứng cũng chậm. Và do đó khi mà có một cái bực tức khó chịu thì họ thể hiện việc đó nó chậm hơn người bình thường. Thì đó là chuyện bình thường thôi. Cho nên để vượt qua sự mất bình tĩnh và nóng vội đó thì các bạn lưu ý một số điều sau đây. Thứ nhất, hãy tâm niệm rằng chuyện đâu còn có đó, không nên đi đến cái quyết định quá vội vã, vì như thế có thể dẫn đến sự hối hận về sau. Mặc dù vậy cũng không nên nói theo kiểu phương Tây, uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Uống lưỡi 7 lần như vậy là chậm quá. Chẳng lẽ nói một câu, cái dừng lại 7 giây, rồi nói thêm một câu nữa, dừng lại 7 giây, thì trở thành là ngớ ngẩn. Nói cái khác là gì? Rơi vào trạng thái do dự, hoang mang, tấn hối lưỡng nan, thiếu dứt khoát. Cho nên không thể giải quyết được vấn đề. Còn người có trí tuệ thì nhìn thấy được căn cơ của vấn đề, bản chất của vấn đề, diễn tiến của vấn đề, cho nên thấy rõ không có gì phải lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an. Họ quy hoạch cái cách thức để giải quyết vấn đề rất nhanh. Thứ hai, đối với những điều chúng ta gây mắt, bất bình, thì chúng ta phải nhận thức rằng đó, cuộc sống này, mọi thứ trên đời không xảy ra theo ý muốn chủ quan của chúng ta, dầu đó là ước muốn rất tốt. Chúng ta phải tập làm quen với những điều ngang trái, bất công, và chờ cái cơ hội thuận duyên nhất trong một môi trường với một cái thời điểm nhất định nào đó, đầy đủ các nhân duyên tích cực đó, thì lúc đó đó chúng ta mới có thể biến ước mơ trở thành hiện thực. Còn mất điềm tĩnh, chúng ta sẽ bị căng thẳng và bất an. Và điều thứ ba thì nên thực tập thiền, bao gồm thiền chỉ và thiền quán. Tôi khuyên các bạn nên xem quyển Kinh Phật về thiền và chuyển hóa. Thì trong đó các bạn có thể đọc bài kinh 16 phép quán niệm hơi thở. Thì mỗi một hơi thở nó đính kèm với một cái nhận thức, chia làm bốn nhóm: làm chủ hơi thở để làm chủ thân, làm chủ hơi thở để làm chủ cảm xúc, làm chủ hơi thở để làm chủ tâm, làm chủ hơi thở để làm chủ các pháp. Chúng ta tách rõ ra bốn nhóm như vậy. Xin đưa một ví dụ đi. Các bạn nhẩm theo lời Phật dạy, làm chủ hơi thở ra và vào, tôi cảm nhận giải thoát tâm. Cái giải thoát tâm ở đây là gì? Giải phóng tâm khỏi các trói buộc của nỗi khổ, niềm đau, tham lam, giận dữ, si mê, hoài nghi, giả dưỡi, bần thần, ngủ gục, tiếc nuối quá khứ. Thì như vậy ở cái vế đầu á, là các bạn đang thực tập lấy hơi thở làm cái neo để giữ tâm. Cái đó được gọi là các bạn đang thực tập thiền định, hay còn gọi là thiền chỉ. Còn vế thứ hai đó là hướng đến một cái nhận thức tích cực. Và theo đó đó, các bạn sẽ không để ý đến sự việc chúng ta gây mất đang diễn ra xung quanh các bạn.
Đôi lúc đó, người ta nhục mà các bạn, chọt gậy bánh xe, phá đám, chơi điểu. Và người ta nhân danh toàn là nhân từ, đạo đức tốt lành không sao. Người ta rất là láo, sắc sược và ác độc, nham hiểm. Nhưng mà người ta cứ đóng vai là rất là tốt. Các bạn biết được sự thật đó, các bạn cảm thấy nó sôi sục máu, nó ứa lên tới cả cổ. Các bạn cũng phải tập điềm tĩnh thôi để giải quyết, mà không các bạn sẽ trúng kế họ. Vì mục đích của họ là gì? Làm cho mình mất bình tĩnh, mất kiểm soát, mất điểm. Cho nên là không nên dại dột mà theo họ. Thì để đi vào nội dung chi tiết đó, thì các bạn có thể lên Google gõ Thích Nhật Từ, đánh cái tựa sách Chuyển Hóa Sân Hận Nguyễn Thứ Hai, Thích Nhật Từ Không Có Kẻ Thù. Thì đó là hai cuốn nói về kỹ năng vượt qua sự nóng tánh để trở nên điềm tĩnh. Và ra các bạn có thể vào Google gõ các bài giảng như là sân hận, giận dữ, bất bình, thì có khoảng 40 bài có nội dung tương tự và triển khai trong những cái góc nhìn và tình huống khác nhau.